Lấy cảm hứng từ xu hướng thời trang bohemian đình đám, bộ sưu tập Thu Đông Boho Dream lần này của P&J được chuyển thể tinh thần bohemian với những biểu tượng đặc trưng như cành cây, mũi tên, lông vũ hay những đường nét mô phỏng họa tiết trên chất liệu bạc cao cấp Charlene 92,5 cm, gắn đá CZ đen hoặc trắng. Boho Dream được thiết kế đơn giản, tiết chế để tạo ra cảm giác năng động, mạnh mẽ, phù hợp với lối sống của phụ nữ hiện đại. Boho Dream của P&J Silver được sáng tạo cùng nhiều phiên bản thiết kế để các cô gái thỏa sức phối đồ, tạo nên phong cách, cá tính và gu thẩm mỹ rất riêng của mình. Nếu quan tâm đến sản phẩm, người dùng có thể tìm mua tại các cửa hàng P&J trên toàn quốc hoặc đặt hàng qua trang web pnj.com.vn với giá từ 400.000 đồng đến 900.000 đồng một sản phẩm.